Thưa quý vị và các bạn, 50 năm sau sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ thị xã Quảng Trị, một mảnh đất từng hoang tàn đổ nát đã hồi sinh và phát triển mạnh mẽ. Nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Trị đã làm cho mảnh đất này như đổi thay từng ngày, xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh đi trước. Trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ thị xã Quảng Trị, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 16 tháng 9 năm 1972, thị xã Quảng Trị, một mảnh đất chưa đầy 6 km vuông, đã hứng chịu sự tàn phá hết sức nặng nề của chiến tranh. Hơn 328.000 tấn bom đạn đã rơi xuống mảnh đất thành cổ, tương đương với 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã từng ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào năm 1945. Trong quá trình suốt 81 ngày đêm chiến đấu diễn ra liên tục, bầu trời Quảng Trị trong những ngày ấy có thể suốt ngày và đêm có thể không mệt mỏi. Đêm thì pháo trắng đầy trời, ngày thì khói đạn dày đặc, rồi là bom đạn của địch là rất ác liệt như thế. Nhưng mà đối với chúng tôi, cán bộ chiến sĩ chúng tôi với cái tư tưởng là một tức không ly, một đi ly không rời, còn người còn trận địa, chúng tôi vẫn chiến đấu kiên cường. Thì trên nghìn mảnh đất thành phố này là 81 cái đêm là hoàn toàn đổ nát, không có nhà, đem tôn lợp lên mà ở, giống có nước uống có gì, sống thật thản mà xương được cái uống, không có giếng, không có điện đài, có chi hết, mà đi mô bị dây thập gai, gọi là cái vùng tự địa thì không có gì như thế. Bước ra khỏi chiến tranh, thị xã Quảng Trị bước vào công cuộc cải thiện quê hương trên đống tro tàn đổ nát. Với ý chí và khát vọng vươn lên bằng công sức, mồ hôi và xương máu của biết bao thế hệ, thị xã Quảng Trị hôm nay đã có bước trỗi dậy, đổi thay và phát triển trên tất cả các mặt. Bản thân tôi thấy là trước mà chưa thành lập thị xã là một thị xã rất hoang tàn đổ nát vì bom đạn của giặc Mỹ. Nhưng mà sau 50 năm mà thị xã lúc đó mình thấy một cái khởi sắc của thị xã là rất là vì mà môi trường rồi sinh sạch đẹp, đời sống cán bộ là vì nhân dân là nâng cao rõ rệt. Sau sự kiện 50 năm sự kiện 81 ngày đêm ở thành phố Quảng Trị mà hiện nay bộ mặt thị xã Quảng Trị hết sức là phát triển về mọi mặt, kể cả kinh tế, văn hóa, xã hội, và tôi là người dân là nhìn thấy và rất là phấn khởi. Tròn 50 năm sau sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ, khắc cốt ghi tâm những cống hiến hy sinh to lớn của thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Trị nguyện đoàn kết, chung sức, chung lòng ra sức thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác để xây dựng thị xã Quảng Trị ngày càng giàu đẹp hơn.